xe sang ấy thì cũng phải có ý thức một chút chứ. Đây. Đây. Này cô, ăn nói hành động nó phải cẩn thận vào. Cô có nhận thức được là mình vừa làm gì không hả? Thế anh có nhận thức được cái việc anh ném rác xuống đường ấy sẽ gây ô nhiễm ảnh hưởng đến môi trường như thế nào không? Tôi á? Tôi không hề. Ừ, vậy tôi xin lỗi. Anh không vứt rác, mà là rác nó có chân nó nhảy từ trên xe của anh xuống đường. Cô cạnh khóe tôi đấy à? Này nhá, tôi nhắc lại một lần nữa nhá. Tôi không hề vứt rác xuống đường. Còn giả mồm nữa. Này, con nói ai giả mồm hả? Tôi nói anh đây. Rõ ràng vừa mới làm mà một phút sau đã giả vờ giả vịt rồi. Cô với cái người ngang ngược nhá, ngang như cua ấy. Lại cô kìa. Ai cho cô bắt là chủ tịch? Đúng là chủ nào đứa nấy ngang ngược. Cái loại cô ấy, ngang như cua. Rõ ràng là anh vứt rác mà. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết này, là tôi không hề vứt rác. Rõ ràng là có. Rõ ràng là không hề. Rõ ràng là có. Thưa chủ tịch, lúc nãy ở trên xe tôi thấy đường vắng nên là nên là anh vứt thẳng rác ra đường như thế luôn á. Đúng là vô ý thức mà. Rõ ràng rồi nhá, rác là rác ở trên xe anh, mà người vứt cũng là người của anh luôn. Anh đừng có cãi nữa. Cậu bị làm sao vậy hả? Thôi được rồi, mặc dù là không phải tôi làm, nhưng mà dù sao cũng thay mặt nhân viên của tôi xin lỗi cô. Và còn xin lỗi môi trường nữa, được chưa ạ? Đội ơn lời xin lỗi của anh quá cơ. Từ giờ về sau ấy, có ý thức với môi trường một tí đi là được. Cậu cầm lấy, vứt gọn gàng vào. À mà không, tuần này nhá, cậu xuống dưới phòng rác thải đi phân loại rác thải công ty cho tôi, biết chưa? Để cậu biết được như thế nào là ý thức bảo vệ môi trường nhá. Chủ tịch. Lịch trình hôm nay thế nào? Lịch hôm nay. Tôi tự xem. Có cuộc khen đấy blogger trên mạng. Vâng. Rất là nổi tiếng. Có một đại sứ thương hiệu thế này là một lợi thế với chúng ta đấy. Còn 15 phút nữa thôi, cậu chuẩn bị phòng đi. Lát chúng tôi gặp mặt nhau. Anh còn chưa xem thông tin của cô ấy. Ừ, tôi bận quá. Thôi được rồi, cứ mang tài liệu đến nhá. Tôi xem qua một chút để tiện gặp mặt người ta. Ok sếp. Mời vào. Cô là cô? Tôi cái gì chứ? Anh cũng cả lầm rồi à? Nhưng mà đúng là tôi cũng ngạc nhiên khi mà đối tác của tôi lần này lại là anh đấy. Tôi không nghĩ là cô. Nhưng mà cô đến sớm tầm 15 phút nên tôi... Mình chưa kịp xem tài liệu về cô ấy nữa. Không ngờ là người này. Bảo thôi, chuyện hôm trước mình gạt bỏ đi nhá. Còn ngày hôm nay mình sẽ bàn chuyện công việc thôi. Vậy được rồi. Thưa chủ tịch, vậy anh có biết dự án lần này anh muốn tôi làm đại sứ thương hiệu ấy, là một dự án về mỹ phẩm sạch và thân thiện với môi trường không? Đương nhiên tôi biết. Nhưng mà người đứng đầu công ty sản xuất ra nó ấy lại không phải là một người yêu thiên nhiên và môi trường. Như vậy thì sản phẩm đó có thật sự thân thiện với môi trường như là anh nói không? Tôi đang quan ngại về chất lượng sản phẩm sẽ ảnh hưởng đến uy tín của tôi. Tính tình của cô đúng là thẳng như rượt ngựa nhỉ? Đúng là chúng tôi cần cô, cần sự hợp tác này với cô. Nhưng mà ngược lại nhá, cô cũng cần tiền từ dự án này mà, đúng không? Tại sao cứ nói chuyện một cách nó khó nghe như vậy nhỉ? Chúng ta phải nói chuyện dịu dàng với nhau hơn thì tất cả mọi việc cũng có thể giải quyết đơn giản được chứ, đúng không? Vậy thì anh lại chưa hiểu cách làm việc của tôi rồi. Đúng là tôi cần cái dự án này thật. Nhưng làm việc với một người bên ngoài thì nói một đằng, nhưng mà bên trong lại là một nẻo ấy, thì tôi không có hứng thú. Nói đến đây thì anh cũng hiểu rồi chứ. Tôi cũng không còn gì để bàn nữa. Khoan đã.
Công nhận là rất thẳng tính. Nhưng mà thật sự nhé, tôi rất thích hợp tác với những người như cô, thẳng thắn và rõ ràng. Nhưng mà hôm đó cô biết rồi đấy, đó là trợ lý của tôi sơ suất, chứ không phải do tôi cố ý mà, đúng không? Vậy anh xử lý thế nào? Chẳng phải là cũng chỉ bỏ qua thôi sao? Nếu cứ làm sai, rồi cấp trên cũng cho qua không thèm nhắc nhở, thì môi trường còn làm sao được nữa? Để tôi dùng hành động. Cho cậu đúng 30 giây, lập tức có mặt trong phòng của tôi. Ba, hai, một. Chủ tịch gọi tôi gấp như vậy là có chuyện gì ạ? Tôi đang phân loại rác giống như anh bảo đây. Không có gì đâu, cậu ra ngoài đi. Sao ra ngoài. Vâng. Tôi biết, để trợ lý của mình vứt rác ra ngoài đường là tôi có lỗi sai, tôi nhận. Nhưng mà cũng không phải là không có trách nhiệm như cô nói. Cô vừa thấy đấy, tôi đã bắt cậu ta đi phân loại rác thải rồi còn gì. Với anh như vậy là đủ rồi à? Đương nhiên là chưa hẳn đã đủ, nhưng mà cũng có một chút trách nhiệm rồi. Mà tại sao trách nhiệm của cô lớn như vậy nhỉ? Không phải chuyện của anh. Tùy cô thôi. Vậy bây giờ mình bàn việc được chưa? Tôi vẫn còn một điều kiện. Điều kiện sao? Được thôi, vì tôi rất coi trọng cô và coi trọng hợp đồng lần này. Vậy nên cô cứ nói đi, điều kiện gì? Đó là... Nào, dưới chân anh còn mấy cái rác nhỏ kia, nhặt cho sạch vào. Còn bên này nữa đây này. Hôm nay trời đẹp rồi đấy, nhất định phải dọn sạch hết cái công viên này mới được. Cái gì? Nhặt cả cái công viên này á? Ừ. Hàng tuần ý, tôi đều đến đây để dọn dẹp. Một mình tôi làm hết. Một mình sao? Vậy nên ý, anh đừng có mà lý do nữa. Anh đã chấp nhận điều kiện của tôi rồi cơ mà. Anh không thoát được đâu. Cái công viên xanh sạch đẹp như thế này ý, thì phải giữ gìn chứ. Đâu có vô ý thức như ai kia xả rác ra làm bẩn hết. Phải biết chung tay giữ gìn bảo vệ môi trường chứ. Nhặt đi. Thôi được rồi, tôi làm được chứ gì. Tôi uống 2 chai. Anh... Đùa đấy, phải để người ta mở mới uống được chứ. Hả? Bạn này, cô bảo là chủ nhật nào cô cũng tới đây để dọn dẹp hết tất cả mọi thứ. Là thật hả? Công viên này rộng thế cơ mà. Ừ, chứ tôi nói điêu anh làm gì. Lúc đầu làm ấy thì cũng cảm thấy hơi mệt, nhưng mà làm dần rồi quen. Rồi sau thấy đi nhà rác cũng vui, cảm giác người mình có nhiều năng lượng, như vậy không còn mệt nữa. Xem ra thì chấp niệm dọn dẹp ở trong lòng cô có vẻ lớn phết nhỉ. Chấp niệm gì đâu. Môi trường ý thì là của chung, mỗi người chỉ cần có một chút ý thức là được. Bố tôi bảo vậy đấy. À, xem ra là thấm nhuần tư tưởng từ bố đúng không? Bác khéo phết nhờ. Để cô con gái đại sứ môi trường hay thế này cơ mà. Hôm nào tôi phải qua để hỏi thăm bác mới được. Anh không phải cạnh khóe nhá. Mà bố tôi cũng mất rồi, có qua cũng không gặp được đâu. Tôi xin lỗi nhá, tại tôi không biết. Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Anh còn khen bố tôi đẻ con gái khéo cơ mà. Ông ấy mà nghe được ấy, khéo còn vui ấy chứ. Lúc nào cũng hãnh diện mình là đại sứ môi trường, cứ tự xưng như thế đấy. Bố cô cũng yêu môi trường đến thế sao? Chứ còn sao nữa. Từ hồi tôi còn bé ấy, là bố tôi đã dạy cần phải bảo vệ môi trường, giữ gìn cho môi trường xanh sạch đẹp. Như vậy thì chất lượng cuộc sống của con người mới tốt hơn được. Nếu như không bị ô nhiễm môi trường thì sẽ không có thiên tai, không có biến đổi khí hậu,
Như vậy cuộc sống của con người mới đỡ khổ. Bố tôi hay nói như vậy đấy. Tuyệt thật đấy. Hèn gì nghe cô nói xong, trong lòng tôi cũng dấy lên cái lòng yêu thiên nhiên với cả lòng yêu con người tha thiết đây này. Mà thôi, mình nghỉ vậy rồi, bây giờ phải tiếp tục dọn dẹp tiếp. Đi. Cảm ơn anh vì đã đưa tôi về nhà. Trời, làm người tử tế thì phải làm cho nó chót chứ hả? Thôi, vào nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm lắm đấy. Được chủ tịch nhắc nhở như vậy đã quý hóa quá. Này, cô cứ nói cái giọng kiểu chanh chua cạnh khóe thế nhở? Kệ tôi. Dương, ai đây? Con chào mẹ. Con chào bác ạ. Giới thiệu với mẹ, đây là anh Toàn, chủ tịch công ty mà con hợp tác, cũng có thể nói là cấp trên của con đấy ạ. Chào cậu. Dạ. Thế hai đứa đi đâu về đấy? Bọn cháu vừa đi dọn rác ở công viên, làm một chút việc có ý nghĩa. Thôi muộn rồi, vào nhà đi. Vâng ạ. Chào cậu. Chào chào bác ạ. Tôi cũng đã thiết kế thêm nội dung về phần quảng cáo và marketing, thì không chỉ được truyền thông trên kênh của anh mà trên các kênh vlog của bên tôi nữa. Thông tin về sản phẩm cũng sẽ được cập nhật liên tục. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất. Và phông màu chủ đạo chính lần này được chọn ấy, chính là màu xanh lá để thân thiện với môi trường. Không nhất thiết chủ đề là về môi trường thì mình sẽ chọn cái phông màu là xanh lá. Như vậy thì nhiều khi sẽ tạo cho khách hàng sự nhàm chán. Phông màu chủ đạo được chọn ấy, thì phải hợp với chủ đề chính. Và màu xanh lá tôi chọn không hề nhàm chán nếu như nó được kết hợp một cách sáng tạo và mới mẻ. Nhưng mà chưa chắc là bên bộ phận sáng tạo đã đưa ra một ý kiến mới mẻ được. Như vậy thì vẫn tiềm ẩn nguy cơ nhàm chán mà. Chủ tịch này, anh không tin vào nhân sự của mình đến thế sao? Đây là khả năng phán đoán rủi ro ở trong kinh doanh. Anh cứ đưa ra phương án cuối cùng đi. Tôi cũng chỉ đưa ra ý kiến dựa trên cái suy nghĩ của bản thân thôi. Nhưng mà nếu mà anh đưa ra được một cái phương án nào đấy nó phù hợp và nó khả thi hơn ý, thì tôi cũng không bác bỏ cái điều đấy. Được. Nếu như muốn biết phương án nào là phù hợp thì cùng thử nghiệm thôi. Cãi nhau xong rồi cuối cùng cũng chốt được phương án. Thế mà tôi cứ tưởng là sắp có thế chiến thứ ba thôi. Mà nhìn hai người chả ai chịu nhường nhịn ai. Như thế mà lại hợp nhau, lạ thật đấy. Này, anh lại đây xem này. Anh thấy màu này sao? Có phù hợp không? Ý tưởng của cô đúng là rất hợp lý đấy. Cái màu xanh này rất hợp mắt. Triển khai luôn đi. Được, chút nữa tôi sẽ mang xuống phòng thiết kế. Vậy là xong rồi. Có thể về nhà ngủ rất thoải mái. Thích nhờ. Thế còn anh? Tôi còn nhiều việc lắm, cho nên vẫn phải tăng ca thêm. Làm gì được về nhà ngủ rồi nghỉ ngơi như ai đó đâu. Thôi, ai đó về tận hưởng cảm giác nghỉ ngơi đi nhé. Vậy thì tôi sẽ về ngủ gấp đôi thời gian, xem như là ngủ hộ ai đó nhé. Bye. Cuối cùng đã xong việc rồi. Gì vậy nhỉ? Văn phòng của mình chẳng lẽ lại có thứ ấy? Ma! Sao giờ vẫn còn ở đây? Tôi muốn làm việc. Tôi không muốn về. Công việc của cô đã xong rồi mà. Nhưng mà tôi không có nơi để về. Còn làm việc đến chết, tôi cũng phải làm việc ở đây. Bỏ hết, vứt hết. Mẹ, mẹ làm gì vậy ạ? Vứt hết đi cho mẹ. Đốt hết, xé hết. Bỏ ngay mấy cái thứ vô bổ đấy đi. Mẹ, sao có thể như vậy được? Đây là ước mơ, là lý tưởng sống của con. Không thể nói vứt đi, là vứt đi được đâu mẹ.
Ước mơ à? Lý tưởng à? Con định ước mơ mấy cái thứ vô bổ này theo bố con à? Để rồi rời xa cái nơi này mãi mãi à? Mẹ lại nhớ bố à? Mẹ không nhớ cái con người bội bạc ấy. Mẹ không nhớ cái con người thất hứa ấy. Rõ ràng là ông ấy hứa sẽ về với mẹ. Vậy mà ông ấy bỏ mẹ ra đi mãi mãi. Dương à, con, mẹ xin con đấy. Con đừng đam mê mấy cái thứ này theo bố con nữa. Con hãy bỏ đi, mẹ sẽ xin cho con một việc tốt hơn. Con nhớ. Mẹ à, mẹ bình tĩnh, mẹ nghe con nói đã. Ngày trước ấy, thì mẹ lo con làm công việc này sẽ bấp bênh, rồi không có tương lai. Con quay vlog, con hòa mình với thiên nhiên, thì mẹ lại nói với con là vô bổ. Nhưng mà mẹ ơi, bây giờ con có thể tự kiếm ra tiền rồi mà. Con đã ký được một hợp đồng với công ty rất lớn, sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Mẹ, cái này mẹ không cần. Không cần. Mẹ không cần mấy cái đồng lương đéo bọn này. Mẹ bỏ ra. Mẹ bỏ ra. Mẹ đã nói với con, mày không được đam mê mấy cái này theo bố mày. Cả một đời đam mê làm những cái việc vô bổ này, để rồi âm thầm ra đi mãi mãi. Dù có chết đi, con cũng sẽ làm theo những gì bố muốn. Đứng lại. Bố tôi rất yêu thiên nhiên, yêu con người. 2 năm trước, lúc ở miền Trung có một cơn lũ lụt lớn, bố tôi đã xung phong tới đó để cứu giúp bà con. Nhưng mà không ngờ thiên nhiên ở đó lại đáng sợ đến vậy. Bố tôi đã ra đi mãi mãi mà không trở về. Cho nên mẹ cô mới có định kiến sâu sắc như vậy sao? Trước đây mẹ tôi ủng hộ bố tôi như vậy. Thế mà tôi không biết phải nói sao nữa. Nhưng mà cô hãy cố lên nhá. Tôi tin là cô cứ phấn đấu đi. Tôi sẽ có một ngày phải cô công nhận mà. Đây là không gian mà Dương thích nhất. Mỗi sáng đây cũng là nơi đầu tiên mà Dương đến. Mọi người thấy không? Không khí trong lành ở đây giúp Dương cảm thấy. Bác ơi! Bác! Vẫn còn túi rác kìa bác ơi! Bác ơi! Vẫn còn túi rác kìa! Vẫn luôn có những con người sống thiếu trách nhiệm như vậy sao? Dù là công việc thì có thế nào thì việc tiên quyết đầu tiên cũng phải là cần có trách nhiệm với môi trường chứ. Chứ rác vẫn còn thế này cơ mà. Mọi người cũng có ý thức chung tay để bảo vệ môi trường nhá. Những người sống thiếu trách nhiệm sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường như thế nào? Blogger 100k follow Nguyễn Ngọc Dương đã lên tiếng cảnh tỉnh về ý thức của những người lao công vẫn còn kém. Nhận lương nhưng lại không làm đủ đúng với trách nhiệm dọn dẹp của mình. Liệu có đáng? Và liệu trái đất có trở nên xanh, sạch, đẹp hơn không nếu như mà không có những người vô ý thức như thế này? Clip hôm nay cô đăng hình như là rất được hưởng ứng đấy. Tôi làm những video như vậy không phải là chỉ vì mong được sự nổi tiếng, mà tôi mong muốn mọi người sẽ có ý thức và chú ý hơn về việc bảo vệ môi trường. Người bác đó lớn tuổi rồi, nhưng mà làm gì thì cũng phải có trách nhiệm chứ. Chưa dọn rác xong mà đã bỏ đi như vậy rồi. Đằng này tôi còn gọi lại mãi cũng chẳng thèm để tâm. Như vậy chắc chắn là không có ý thức rồi. Nhưng lỡ như chú ấy không nghe được thật thì sao? Sao lại có thể không nghe được chứ? Lúc đó tôi đã gọi rất to và gọi rất nhiều lần, làm sao có thể không nghe được? Thì có thể là do yếu tố khách quan. Với cả tôi thấy vụ này khá căng đấy. Nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công việc của chú đâu. Chuyện này tôi không quản được.
Thôi bây giờ tôi có việc khác, tôi phải đi đây. Đây, chiều nay tôi đưa cô về nhé, chờ tôi. Sao tốt thế? Thì tiện đường thôi mà. Toàn nói cũng đúng. Lỡ đâu bác ấy bị mất việc thì sao? Không nghĩ nữa. Không nghĩ nữa. Sao lâu thế nhở? Mãi ngày chưa tối. Bảo mình là đợi về cùng cơ mà. À, mà thấy lúc chiều anh ấy vẫn còn bận nhiều việc. Có khi bây giờ nhiều việc quá vẫn chưa xong. Có khi mình tự đi về trước cũng được. Chào chào bác ạ. Dương lại quên tài liệu ở công ty, cháu mang đến để trả cho Dương. Với cả muốn gặp Dương một chút để bàn việc ạ. Không biết là Dương có nhà không ạ? Thế bác tưởng là nó đi với cháu nên không về. Lúc nãy bác còn nghe thấy nó gọi điện bảo đợi cháu mà. Cháu bảo Dương đợi cháu nhưng mà cháu ra muộn quá. Không biết là... Thế thì nó đi đâu được nhỉ? Hay là Dương đi cùng bạn ạ? Để cháu gọi thử xem sao ạ. Từ 2 năm trước nó đã không có nhiều bạn bè. Đi làm xong ấy về không ra công viên, vườn cây thì cũng ở nhà thôi. Chứ chưa bao giờ nó đi đâu mà không nói gì với bác như thế này cả. Cháu gọi không được bác ạ. Thằng cũng thấy lạ cơ. Hay là cháu đi tìm Dương thử xem sao ạ. Cả bác nữa. Bác cũng muốn đi tìm nó. Linh cảm của một người mẹ, bác cảm thấy như có gì không ổn với cả cái Dương. Dạ vâng, thế thì bác đi cùng với cháu ạ. Đi đi. Dạ. Cháu sẽ tìm dọc theo đoạn đường mà Dương đã về. Nhưng nhỡ vẫn không tìm được thì sao hả cháu? Không sao đâu, bác đừng lo ạ. Hack GPS, gọi điện thoại của Dương cho tôi. Cô ấy phải bật vị trí thì mới tìm được. Dương à, xin cô đấy, bật định vị lên đi. Cũng đừng gặp chuyện gì nhé. Con khốn này, tại sao những đứa sung sướng như mày lại thích đắm đổ vào miếng cơm của người khác hả? Anh đã nói gì vậy? Tôi không hiểu gì cả. Này. Tôi cũng không quen anh mà. Phải làm sao mới báo được đây? À, vị trí định vị. Mình chưa bật vị trí. Mày còn có giả ngốc nữa hả? Bố tao, ông ấy đã làm gì mày? Ông ấy chỉ là một nhân viên quen thôi. Miệng nuôi đủ cái nhà rách nát này. Thế mà mày còn đi đăng cái video đấy hay ông ấy hả? Người lao công đấy chính là bố của anh sao? Bác ấy sao rồi? Này, tao nói cho mày biết nhá. Bây giờ bố tao bị đuổi việc rồi. Bây giờ không còn nuôi nổi mấy miếng ăn trong nhà nữa. Trước nay ông ấy làm ăn lương thiện. Bây giờ vì mày, do mày, mày bị chỉ trích xã hội lên tiếng. Không nói trước thì cũng bị nói sau. Mày có hiểu không? Tôi không biết là bác ấy lại phải chịu nhiều hậu quả như vậy. Nhưng mà lúc đó tôi có gọi mà bác ấy không để tâm. Vậy nên tôi mới quay lại. Bố tao già rồi. Bố tao nặng tai. Thế mà mày nỡ lòng nào mày quay lại, mày đăng lên mạng? Có phải mày chỉ vì thích mấy cái like, thích mấy cái video xong mày làm thế không hả? Tôi xin lỗi. Tôi thật sự xin lỗi. Hôm nay nhá, tao sẽ giết mày. Bây giờ tao chẳng còn gì nữa rồi. Hôm nay nhá, tao phải sống chết với mày. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Con điên à? Đừng vì bố mà làm những chuyện ngu ngốc này. Bố bỏ con ra. Vì nó mà bố của mình chẳng có gì nữa rồi. Nhưng mà bố không cho phép con làm như thế. Cô kia, chạy đi, chạy mau đi.
ra đi. Dương. Con ơi, con làm sao đấy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô có làm sao không? Vừa rồi định vị chỉ bật được một lúc thôi rồi tắt ngay. Tôi đã sợ là có gặp chuyện gì. Con không sao, nhưng mà người trong đó thì... Anh vừa làm gì Dương? Chính nó đạp đổ bát cơm anh áo nhà tôi. Bác xem, cậu xem đấy, xem có được không? Thôi mà con, cũng tại vì bố sai. Bố xin con đấy, con đừng có làm quá lên nữa được không? Việc cháu làm với bác, cháu xin lỗi, là cháu sai rồi ạ. Cháu đã không xem xét kỹ mọi chuyện trước khi mà cho vào video. Cháu nhất định sẽ tìm cách khắc phục. Cháu xin lỗi, bây giờ cháu sẽ rút kinh nghiệm. Từ sau cháu sẽ suy nghĩ kỹ và cân nhắc kỹ tất cả mọi chuyện trước khi làm. Cháu xin lỗi, thành thật mong bác tha lỗi cho cháu ạ. Chị Hà, chị là chị Hà đúng không? Anh biết tôi à? Tôi biết quá đi chứ. Anh Phong thường hay nhắc về chị và cháu Dương con gái anh. Bác biết bố cháu sao ạ? 2 năm trước, chỗ tôi bị lũ cuốn nghiêm trọng. Mấy ngày liền bố con tôi phải nằm trên mái nhà chịu đói rét. May mà có đoàn cứu trợ của anh Phong dẫn đầu len vào. Thế rồi mưa to quá suốt 2 ngày 2 đêm. Anh Phong phải ở lại và đã cứu trợ cho gia đình nhà tôi rất nhiều quần áo, sách vở và cả tiền nong nữa. Thế bác là người cứu gia đình cháu ạ? Mấy ngày ở đấy, anh Phong đã cứu trợ giúp được bao nhiêu là gia đình. Những đêm ở lại, anh Phong thường mang ảnh gia đình của mình ra, có chị và cháu Dương. Và anh Phong rất tự hào. Kể về con gái của mình, anh nói cháu Dương nhất định sẽ đi theo cái hướng của bố đã đưa ra, là bảo vệ môi trường và cứu trợ mọi người. Và anh kể về chị, anh rất tự hào về chị. Chị là một người phụ nữ rất tuyệt vời. Chị đã luôn ủng hộ anh, đứng sau lưng anh tất cả mọi việc của anh đã làm. Chị sẽ là một người yêu thiên nhiên và yêu thương nhân dân đồng bào. Anh cũng hy vọng là cháu Dương sau này cũng được chị ủng hộ tất cả những việc làm đó. Anh chỉ có một nguyện vọng là khi nếu anh không trở về thì hai mẹ con cũng sẽ như bây giờ, sẽ giúp đỡ nhau và hy vọng là chị luôn luôn ủng hộ cháu Dương. Mình ơi, tôi xin lỗi mình. Tôi không biết, cả đời mình chỉ có một ước mong như thế. Vậy mà tôi đã làm sai. Tôi cấm cản con cái mình. Mình cho tôi xin lỗi nhá. Mẹ à, vậy từ giờ mẹ cho con thực hiện ước nguyện của bố nhá mẹ. Mẹ đồng ý, mẹ đồng ý. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn anh ạ. Dạ, cháu đã đăng video để đứng chính lại vụ việc rồi ạ. Cháu thật sự xin lỗi bác. Tuy là không thể nào mà trở lại hoàn toàn như cũ được, nhưng mà con sẽ cố gắng hết sức ạ. Ở đây cháu cũng có chút quà cho mấy em và cháu biếu bác nữa ạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn chị. Vừa nãy em quá khích quá. Chị thông cảm cho em ạ. Chị không sao đâu. Công ty của cháu vẫn đang thiếu một vị trí bảo vệ. Nếu như bác không ngại thì có thể về đó làm việc ạ. Được thế thì tốt quá. Mẹ à, dù sao thì đồng bằng miền Trung cũng vừa trải qua một trận lũ lụt. Nên là con muốn đi cứu trợ sao? Con đi đi. Dạ. Mẹ nói là con đi đi. Dù sao thì đây cũng không phải là ước mơ của mình con, mà ước mơ của cả gia đình mình. Con cứ đi, làm cho nó thật tốt vào, mà phải phát huy 200% công lực. Con hiểu chưa? Chỉ cần con trở về bên mẹ bình an là được rồi. Dạ. Cháu xin đảm bảo mình sẽ đưa Dương bình an trở về ạ. Thế thì hai đứa đi với nhau phải không? Tôi cũng muốn xui lắm rồi đấy ạ.